Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S241 để cùng trải nghiệm môn phái gió đen khí. Anh em cũng biết gió đen khí là một môn phái rất là mạnh trong thời điểm hiện tại, với cái khả năng mà được hồi mana liên tục khi mà bị tấn công. Thật sự là cái chiêu này sẽ giúp cho môn phái gió đen khí nó rất là mạnh thật sự luôn anh em. Nó mạnh khủng khiếp. Khi mà chúng ta giao tranh giống như là anh em thấy là cua vừa mới ra, cua bị đập chết, là lúc đó là chúng ta đang giao tranh. Khi mà chúng ta bị tấn công, chúng ta sẽ có tỷ lệ chúng ta sẽ được hồi lại mana. Nhưng mà trời ơi, phải nồi vậy. Chưa gì hết là chúng ta đã bị ẩn hành sắp ngập màu luôn anh em ơi. Ghê vậy trời. Má ơi, ông Dương Mông Cung, tuy là Dương Mông Cung bây giờ nghe đồn là bị cực khẩn các kiểu con là điểu đúng không anh em. Nhưng mà đam của nó khủng khiếp quá. Má ơi, cái hạt của tôi đang cầm là cái hạt top 11 á, chứ không có đùa đâu. Vậy mà tôi bị đấm như một cái máy điện luôn vậy. Kinh vậy mấy anh trai. Phải nồi. Thật sự là quá kinh khủng đi anh em. Quá ghê. Ôi, nguy hiểm quá. Dương Môn bây giờ, Dương Môn Cung là một môn phái rất là mạnh. Rất là mạnh luôn. Tuy là bị chỉnh lại cái chiêu số 2 tinh lạc tiễn, là nó sẽ bị hạn chế lại cái sự cơ động đúng không? Nhưng không, cái đó không có làm cho Dương Môn Cung nó yếu đi anh em ạ. Dương Môn Cung vẫn rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Tại vì Dương Môn Cung đa phần là anh em sẽ sử dụng để đi những cái giao tranh tổng, chứ ít đi solo đúng không? Mà bây giờ solo thì đánh nó dễ dàng quá nên là nó quá bá đi. Vì vậy Vida Game họ đã fix lại để cho Dương Môn Cung nó không, nó chỉ có một cái chùm thôi, là giao tranh tổng chùm thôi, chứ giờ còn solo chùm nữa thì đâu có được đúng không? Thiên hạ coi gã gì. Nên là chắc chắn là họ sẽ, Vida Game họ sẽ fix lại để cho Dương Môn Cung không quá bá đạo với cái bộ chiêu của nó. Và quay lại cái tình trạng hiện tại, anh em thấy là chưa gì hết, là tôi thấy là đúng ngợp rồi đó. Vô là bị ông Thương Vương Dương Môn Cung giết như một cái máy luôn anh em, cực kỳ kinh dị mỹ. Tuy là chúng ta đang cầm một hạt top và chúng ta đang có một cái môn phái rất là mạnh, nhưng mà với cái khả năng mà chúng ta đang khả năng thua rất là cao, bên kia đã ép phe rất là ghê anh em. Nhưng mà không sao, có cua ở đây, cua sẽ gánh lại hết anh em ạ. Tuy là ăn hành nhưng mà cua sẽ cố gắng làm cho phe của cua win trong cái trận này luôn. Thì cua cầm trên điện thoại, cua chơi gió đen khí, nó thực sự nó không có hay bằng khi mà cua chơi bằng máy tính. Các môn phái cua thường chơi trên máy tính thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà điện thoại mình ít chơi nên là hơi cùi. Và có một cái điều mà cua cảm giác là cần được khắc phục ở cái game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile này, đó chính là cái vụ định hướng. Cái định hướng của chúng ta khi mà vô giao tranh, mình không biết anh em có để ý hay không, chứ mà cua thì cua không thấy được những cái chỗ định hướng luôn. Kiểu như mình già cả quá hay sao á anh em. Cái chỗ định hướng là mình vuốt lên là mình phải tự ngắm, mình tự để ý luôn á, chứ không phải là nó hiện không rõ, anh em thấy không? Hiện không có rõ ra cho mình. Ví dụ như đối phương là người ta ở bên phe đối phương là đối phương này, đó là người ta đứng ở một cái vị trí tụ lại đó, mình thì mình bị che là mất tiêu nè, mình không thấy được. Cái độ nhạy của cái con game này ok, độ nhạy tốt đấy. Độ nhạy của cái cao thủ này ok được, nhưng mà nó vẫn chưa làm một cái tối ưu, đó chính là nó không có để cho chúng ta thấy được là cái chỗ của chúng ta focus vào là đang ở đâu. Nhưng không thấy được luôn anh em, mù luôn á. Tại vì cái màu của nó quá mờ đi. Cái này thì mình đề nghị, mình có góp ý là sẽ để cái màu của nó đậm lên chút xíu, hoặc là sáng lên chút xíu. Mà cua nghĩ chắc để sáng lên đi. Cái khoảng cách thì vẫn y nguyên như vậy không sao, nhưng mà cái màu thì để sáng lên để cho chúng ta biết được ok là hiện tại chúng ta đang thao tác ở đâu. Chứ không thôi nãy giờ vô giao tranh cái kiểu cua vẫn không thấy được mình đang thao tác đánh thường ở đâu luôn á anh em. Rồi có mấy cái chữ nó hiện lên nè, chữ giết người hiện lên đồ các kiểu con đà điểu đúng không? Đó, xong rồi nó che lại, tại vì cái chế độ này nó mờ quá. Cái chỗ nhắm của chúng ta nó còn mờ quá, nó không có được quá rõ để khi mà chúng ta đánh vào đối phương, chứ khi mà chúng ta điều khiển, chúng ta đánh
nó vô đông như thế này, chúng ta không thấy được cái gì cả luôn anh em ạ. Không thấy được gì cả. Phải nội thiệt, giờ một đống lì xì luôn. Giờ lại là mù luôn á, phải chữ. Ôi, nguy hiểm quá. Ôi. Mấy con chó đen này thì tầm khoảng anh em full chiêu đồ này nọ cái kiểu á thì mới ngon. Nó chân võ thực tiệt của chúng ta phải full mới ngon thật sự. Mới thực sự là ngon, tại vì đánh người ta đánh vô mình nó sẽ được hồi mana nhiều. Chứ không thôi chúng ta chưa hồi được mana mà chúng ta đã chết rồi. Nên là cái việc mà gió đen mạnh khi nào mà full chân võ thực tiệt, lúc đó gió đen thực sự mới mạnh, gió đen khí anh em. Chứ bây giờ anh em thấy là nó vẫn rất là giấy vỡ nổi. Quá giấy luôn á anh em. Người ta đụng nhẹ thôi mình cũng mất máu rất là nhiều. Tại vì mana của mình hết lẹo á, mình không có thể nào mình hồi mana được. Nên là cái môn phái gió đen này là tầm khoảng khi nào anh em full được cái chiêu đó chính là chân võ thức tiệt thì lúc đó cái môn phái này nó mạnh, mới thật sự mạnh. Không thôi nó giấy lắm, giấy dễ chết nữa, ke là dễ chết á. Thì anh em có thể chơi cái cách thôi chết ngắt luôn. Anh em có thể build cho con võ đen khí này đó chính là bao qua né tránh, nội công, chí mạng và bao qua kháng thổ. Tại vì đa phần võ đen khí ít anh em nào mà chơi theo cái dạng đi săn boss lắm. Khi mà anh em săn boss anh em mới sử dụng là đó chính là cái tấn công. Còn nếu như anh em đi solo á thì anh em chơi là bỏ qua né, rồi nội công, chí mạng và tỷ lệ tăng để chúng ta khống chế. Còn khi mà chúng ta đi giao tranh tổng như thế này nè, anh em có thể là chơi theo cái dạng đó là bỏ qua né, bỏ qua kháng thổ, chí mạng và nội công. Như vậy chúng ta có rất là nhiều đam để chúng ta get người ta. Chúng ta chủ yếu là lấy điểm, chúng ta get giết mạng, giết người cái kiểu đúng không? Nên là cái việc mà chúng ta đâu cần khống chế gì nhiều, chúng ta chỉ cần đam to chúng ta giết được rồi. Còn chúng ta solo thì chúng ta chơi theo khống chế nó sẽ ok hơn. Tại vì mà gió đen là một môn phái khống chế rất là dữ, cái chiêu của nó đánh cũng nhanh, nó khống chế liên tục. Chúng ta có thể khống chế liên tục luôn. Và anh em build nhiều bỏ qua né thì nó sẽ thực sự rất là dữ luôn, rất là ngon luôn. Rồi chưa gì hết, tôi không thấy bên kia luôn anh em ơi. Khá là nguy hiểm nha. Cái con võ đen của chúng ta ngon ở chỗ là cái chiêu đánh thường của chúng ta nó không tốn mana. Ngon thực sự, không tốn mana rất là ngon luôn anh em. Thì chúng ta đâu cần, tại vì cái con võ đen này là đa phần là chúng ta sẽ dựa vào đánh thường là nhiều đúng không. Chiêu thì nó hồi cũng hơi lâu, dựa vào đánh thường là nhiều, nên là bây giờ là đánh thường mà không tốn mana nó quá tuyệt vời luôn á, phải nói là vậy. Bên kia có anh Hoa Sơn Kiếm kìa. Hoa Sơn Kiếm thời điểm bây giờ là cũng có thể là nó dứt được võ đen mình luôn á anh em. Giả ngoài giờ kháng chí mạng của anh em đồ này nọ, nếu không full 100% kháng chí mạng vẫn có khả năng là bị mấy con Hoa Sơn Kiếm nó giết nha, rất là ghê luôn đó. Ở trong những cái giao tranh như thế này nè, những cái hiệu ứng chiêu rất là nhiều, chưa kể là mấy cái thông báo giết người nó nhảy lên, chúng ta không có thấy được luôn. Anh em thấy không, cái khúc này là cua không thấy được luôn nè. Đứng ở đây là ngay cái phe mình là cua không thấy được luôn cái vị trí mà cua muốn mình chơi chiêu luôn á, rất là khó luôn á mọi người. Cái này thì thực sự là mình hy vọng Vina Game có thể fix lại cho mình một cái, chứ cực kỳ khó nhìn luôn, phải nói là như vậy luôn. Những người già như chúng tôi là thực sự là coi như là bó tay chấm cơm luôn á. Bây giờ là tôi không thấy được luôn á, phải nồi thật, không thấy được luôn á anh em, phải cái trưởng. Bởi vậy là lâu lâu anh em thấy cua chơi những cái chiêu mà nó ra ngoài tầm với trước mắt của mình mà mình chơi ra ngoài tầm với không à. Nên là tại vì do mình không thấy được, không biết có nhiều anh em có bị tình trạng giống như vậy hay không, chứ tôi thấy là hơi bị mệt rồi đó. Tôi thấy là tôi hơi bị mệt á, bản thân tôi là tôi thấy hơi bị mệt này. Ôi phải nồi thiệt. Chân võ thực tiệt của chúng ta không có được tăng nhiều điểm nên là không được hồi nhiều mana không, nên là chúng ta dễ chết lắm anh em, rất là dễ chết luôn. Tuy là cầm mạc top nhưng mà cũng rất là dễ chết luôn, phải trưởng thiệt. Rồi bây giờ chúng ta cố gắng mình giữ vị trí thôi. Những anh em nào muốn cua cầm mạc trải nghiệm ạc của anh em thì thật sự là ạc của anh em mình không có góp ý gì cả anh em à. Mình chỉ thấy ok cái ạc này hiện tại là bỏ qua né nên được build nhiều, thấy không? Tại vì mình thấy né nó đánh vô người ta né quá trời né luôn đó, nên là anh em build bỏ qua né nhiều đó, ví dụ vậy. Chứ mình không có chơi ồ ạc yếu xìu đồ này nọ cái kiểu đâu, nên là nhiều anh em ngại mình bị chơi như vậy, cái anh em không có muốn lên tu vi cái kiểu đúng không. Nhưng mà không đâu anh em,
anh em có gửi ạc cho cô là thực sự là rất là quý luôn mày. Nên là mình có ạc của ai thì mình sẽ cầm ạc của anh em bị tống kim. Còn anh em nào ngại không có đưa ạc cho cô được, tại vì dính vô những cái thông tin kiểu như là quan trọng của mình không thể cho người khác xem được, ví dụ như là ạc Gmail, ạc chơi ngay đồ này nọ, đúng không? Nhiều anh em cũng quý mình, cũng muốn mình cầm ạc đi tống kim đồ, làm clip soi hàng hoặc là này nọ cái kiểu làm kỷ niệm các thứ. Nhưng mà bị mấy cái tình trạng vậy nên là anh em không có thể nào mà chia sẻ được. Cái đó mình cũng hiểu. Anh em có thể là quay clip lại rồi anh em gửi cho cô, gửi vô Zalo của cô, Zalo son của cô 0946 496 490, gửi vô Zalo cho cô rồi cô sẽ bình luận lại và coi cách anh em BK như thế nào. Tại vì khi mà anh em chơi một cái game nhân vật của anh em mà anh em có thêm một cái gọi là cái trải nghiệm anh em BK nữa, cô học hỏi rất là nhiều từ cái cách BK của anh em. Nên là nếu như anh em nào không có gây ạc cho cô thì anh em có thể là quay video lại cho cô cũng ok. Đó là một cách rất là hay luôn. Rồi anh em nào muốn chế tuyệt học thì anh em cũng có thể nhắn tin vô Zalo cho cô nha. Zalo son của cô 0946 496 490. Lâu rồi mình mới cầm ạc mình đi tống kim bằng điện thoại anh em. Tại vì bây giờ mình ra ngoài Huế thăm vợ con mình, đi ăn Tết luôn, nên là chúng ta chơi điện thoại hay cùi xíu, anh em thông cảm nha. Chứ bình thường cô cầm ghê lắm. Trước cô cầm một thời gian dài cô ra ngoài Huế cô chơi điện thoại mà, nên là cầm BK gắt lắm. Lúc mà về lại Sài Gòn thì mình ít cầm điện thoại, nên là BK gà lại xíu. Nên là anh em thấy mình BK gà, anh em thông cảm nha anh em. Thông cảm cái kiểu có đình yếu nha. Anh em thấy là cái server này là 241, nó vẫn chưa mở liên server. Chưa mở liên server. Đây là hôm nay là ngày thứ tư đúng không? Nên là chúng ta chỉ đánh trong server thôi mà chúng ta lại rất là ngợp với cái đồ chơi của cái server này. Thật sự cái anh ấy quá ghê anh em ơi. Má ơi, thật sự luôn, ghê thật sự ấy. Mấy ông dùng bông cung nhiều ác quá. Con nhỏ đen này chân võ thực tiệt phải mát nó mới mạnh, nếu không mát nó sẽ rất là yếu. Thật sự luôn, nó bị nhiễu cái là hấp banana nó đâu được hồi đâu. Nên là chúng ta phải đợi khi nào mát chân võ thực tiệt thật sự, lúc này mới gọi thật sự là thời đỉnh cao của môn phái võ đan. Và cảm ơn anh Đức Anh server S241 đã cho em trải nghiệm thử cái võ đan này. Thật sự trong video ngày hôm nay thì cô học hỏi được đó chính là võ đan nó yếu khi mà chúng ta không có tăng nhiều chân võ thực tiệt, nó sẽ rất là yếu luôn anh em, rất là yếu, bị nhiễu là chết nè. Nó sẽ thực sự mạnh khi mà chân võ thực tiệt mát và những kỹ năng của nó mát, thì cô nghĩ chắc tầm khoảng 139 thì thật sự là mát, thì lúc đó nó mới thật sự là mạnh anh em ơi. Và cảm ơn anh Đức Anh đã cho cô trải nghiệm cạc gió đăng khí nha. Và hello anh em bạn Sông Long nha, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cô cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cô với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cô để cô có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.